xì ấy. Lần đầu được đi ra ngoài quán nước, hôm nay chủ đến đón Nan Xì. Quay cái video này để đến lúc nó lớn lên rồi xem lại. Ra cái là phá ghế của người ta luôn, ghế có mấy cái vết sứt là ra là phá luôn. Nan Xì à? Trời, bế lên cái là nhìn mặt trông là trông đần thối đó luôn. Kiểu gọi là như là cái kiểu gọi là gì lắm. Ai bế nó lên thế đấy, anh bế nó lên thế chứ chẳng phải ấy đâu. Cái kiểu thái độ của nó cái kiểu thế. Thả ra cái thì phá như giặc, nhưng mà bế lên cái thì như kiểu là em yếu đuối lắm với này, thế này thế kia. Như kiểu tội đồ. Em hơi bị xinh gái đấy. Lau tí là à không, vừa tắm xong thì cũng không có lông rụng đâu. Thế tuổi này là tuổi đang lông rụng. Nan Xì ơi. Nan Xì đầu gấu ơi. Này ghế nhà người ta đấy nha, đừng có phá nhá. Nhìn có vẻ như là ngồi ở đây có vẻ thích hơn hay sao ấy. Hay là do bây giờ là được bế rồi là nó ấy rồi, chứ lúc nãy là mặt nó theo kiểu nào ấy hơn kiểu này đúng không? Kiểu đần đần thế. Run là cái kiểu giáo nai của nó thế thôi. Khi nó không thích cái gì nên là nó ra nó theo cái kiểu thế. Hot girl tương lai. Dự đoán sau này Nan Xì lớn lên là sẽ làm mưa làm gió ở trên sân sâu, chấp các thể loại giống khác. Để chờ xem là sau có đúng không nhá. Covid thì không biết đến bao giờ mới có không biết đến bao giờ mới có thi, nhưng mà rồi đến lúc để Nan Xì lớn lên rồi lúc đấy rồi sẽ triển. Cho nên Xì lên sàn mà ở cái mức của đàn chó con này thì da nó sẽ không ngại các giống khác, kể cả là chó bên Thái còn sao. Ôi nhìn cái góc quay này, nhìn Nan Xì giống y như bà Pila luôn. Nhìn giống y, nhưng mà đừng có làm cái mặt theo cái kiểu thế, mặt hết cơm mệt lắm, bụng thì đang no. Cứ làm cái mặt hết cơm. Khổ ghê. Hoàn cảnh. Hôm nay Nan Xì về Bắc Giang. Mặt rất thối. Nhìn trông. Lúc ngồi nghịch thì á. Thả ra phát ra ghế kia thì làm vương làm tướng ngay. Alo. Về là phải ấy nhá, Nan Xì là Nan Xì là rất là đại ca đấy, về là phải nuôi là chiều có chiều, lúc nào nghiêm túc là phải nghiêm túc đấy, chứ không là máu đại ca nổi lên là đây mà nó gì? Không phải đại. Được. Ok. Chỗ này được rồi, cứ để kệ cho nhìn ra hướng đấy này, đến lúc cắt ra được cái hình là đẹp lắm ấy này. Anh nhớ ra nay thứ hai anh quên này, anh lại nghĩ mày đi làm ở dài không gọi. Gọi đi đón chó cùng ấy hả? Hơi bị xinh gái luôn. Đây mà. Nan Xì. Bên này. Ê. Mày có chỗ nào mà không được?
nó nhìn bên đấy cái anh... góc vừa rồi là nó có nhìn góc chụp ngang được không nào máy đâu. Úi giời, cái này lên cắt được ra cái ảnh hay là ok luôn. Ừ giời. Ok luôn. Ừ giời. Ok luôn. Ừ giời. Nào Nancy nhìn vào màn hình cái này. Nào. Chả mấy khi được quay một mình một cái video. Ôi thì tháng sau anh lại ra. Nhìn đây mà. Tại vì hôm nay cũng không xuống chạy được. Đúng rồi. Một tháng nữa. Cứ nếu mà không bị cách ly Covid thì nhanh hơn. Chúng về luôn mà. Chứ hôm nay sang mưa có lên chạy đâu. Ui giời. Không xinh đấy. Góc quay đấy là góc quay cực xinh luôn. Ok cho Nancy cái video để cho kỷ niệm Nancy hôm nay chủ đến đón về nhà mới. Mùng 3 tháng 8 cho phụ nữ mùng 8 tháng 3. Rồi. Đây cho mọi người ngắm lại cái mặt Nancy cái này. Chó ở bên bản không có thấm gì đâu. Chưa phải cái gì ghê gớm đâu. Đây là nhìn cái kẻ vẽ của cái đàn cún này thì mọi người để ý cái kẻ vẽ nhá. Quay là không có tấy gì đâu, hoàn toàn là quay bằng cái video cam thường hết đấy, 100%. Nó là màu mảng, nó phải là nét căng, không có màu nhòe. Rồi mặt em đang xị ra cho nên là cái má của em hơi nhăn. Thôi nha. Ok đấy, góc quay này của em nhìn y như chị Siro ngày bé đây này. Y xì luôn. Úi trời ơi, xinh gái quá. Không, thực ra nhìn mặt của chúng nó là phải nhìn đúng góc. Đúng góc thì nó mới ra cái nét mặt của chúng nó được. Boy girl xóm nghèo. Đằng sau... nền là máy quay nước mía hay là cái gì cái kìa. Gươn xóm lao động. Ôi trời ơi. Được, có đoạn này là được rồi. Nancy có đoạn này là làm hàng là được rồi. Ok nhá. Không nhìn cái góc quay đấy của nó mới thấy là nó giống con Siro thật. Giống. Nhìn góc quay đấy chứ còn bình thường nhìn là mặt nó cứ đần thối ra là nhìn nó không có ấy gì cả. Khi nó chú ý mà cái gì đấy thì nhìn mới thấy là nó giống. Có ai nói xấu gì đâu mà ngáp.